Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tác phẩm Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì Lan đã bị hồn ma của Kiều Anh báo oán và Lan đã phải trả giá cho tội ác của mình. Tuy nhiên, Lan làm như vậy là có nguyên do, là do Kiều Anh đã làm một cái tội ác nào đó dẫn tới cái hành động mà Lan đã trả thù một cách dã man như vậy. Và tội ác đó của Kiều Anh là như thế nào thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chapter 30. Quyển nhật ký thứ 2. Thượng tá Minh được một anh công an dẫn vào phòng bên cạnh phòng của Kiều Anh. Ở đó đã được kê sẵn bàn ghế, đang ngồi sẵn ở đó là hai gã mặc đồ đen, khuôn mặt khá bậm trợn, dữ dằn. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đều cúi mặt run rẩy như vừa phải trải qua một nỗi sợ kinh hoàng. Tay của chúng đặt trên bàn, nhưng vẫn run lên từng hồi. Vừa thấy Thượng tá Minh đi vào, cả hai tên đều nói bằng giọng van xin. Cứu chúng tôi với, đưa chúng tôi ra khỏi ngôi nhà này ngay, làm ơn, tôi xin ông đấy. Thượng tá Minh không ngồi, ông dạo một vòng rồi đi ra đằng sau lưng cả hai tên thì thầm vào tai chúng. Nếu các anh thành thật khai báo, tôi sẽ đưa các anh rời khỏi đây ngay lập tức, bằng không. Cả hai tên cúi đầu gật li lịa. Lúc này Thượng tá Minh mới bật máy ghi âm đặt trên bàn và kéo ghế đối diện từ từ ngồi xuống. Ông hỏi: Đầu tiên, tôi muốn biết lý do hai anh có mặt ở đây là gì? Một tên giọng vẫn còn run nhưng cố trả lời: Chúng tôi được thuê hộ tống cô Lan đến đây tìm cách lấy một thứ mà cô ta muốn. Câu trả lời không hợp lý. Thượng tá Minh gõ gõ tay xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt hai tên đang cúi gằm mặt xuống, nói: Chỉ là đến lấy đồ thôi sao? Tôi thấy cách ăn mặc cùng diện mạo hai anh không phải thứ trộm đồ vặt vãnh. Nếu các anh vẫn không muốn khai thật, thì tôi sẽ có biện pháp khác. Tên vừa nói ban nãy bỗng đổ mồ hôi hột. Có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi đến cấm khẩu. Hắn muốn mở miệng nhưng chỉ ú ớ không thành câu. Gã bên cạnh mắt mở to, thở dốc nhìn bạn như đang bị một thứ gì đó bóp cổ. Không phải như mà rõ ràng hắn đang nhìn thấy thứ đó. Hắn vội vàng nói: Không, cô Lan thuê chúng tôi đến đây để giết người đàn ông trong nhà này. Theo như cô ấy nói, chủ nhà này đã lấy của cô ấy một thứ. Cô ta thuê chúng tôi, sau khi lấy được đồ thì sẽ giết chết anh ta, rồi phi tang cái xác. Thực sự đó là nhiệm vụ của chúng tôi được thuê. Còn lại lấy đồ gì thì chúng tôi thật sự không biết. Không, chúng tôi đã nhìn thấy nó. Đó là sự thật. Cô ấy tha cho tôi. Tôi không dám nữa đâu. Thượng tá Minh hơi hoang mang sau lời khai của hắn. Hắn xin tha, nhưng lại gọi cô. Cô nào? Ông hỏi. Anh vẫn còn tỉnh táo chứ? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Gã run rẩy nhìn Thượng tá Minh. Ông không nhìn thấy sao? Cô ta Không, tôi không biết gì cả. Phải đợi khoảng 5 phút sau, cả hai tên mới có chút bình tĩnh trở lại. Không khí trong căn phòng rõ ràng có điều gì đó khác thường. Phòng không bật điều hòa mà hơi lạnh tỏa ra, khiến ai bước vào cũng có thể cảm nhận ngay sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong. Cùng lúc đó, một anh công an gõ cửa xin vào. Vào trong, anh ta hơi rùng mình rồi báo cáo. Báo cáo đội trưởng, đã tìm được xác của nạn nhân là nữ. Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa xác định được danh tính có đúng cô gái tên là Lan hay không. Vì khi rơi xuống, thi thể cô ta va đập vào vách núi. 60% cơ thể gần như đã nát gần hết. Nhất là phần đầu, không còn gì để có thể nhận dạng khuôn mặt. Tạm thời đã có một đội đưa xác nạn nhân lên trên. Tôi cũng đã gửi ngay mẫu vật cần thiết để giám định. Trong vòng 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ biết được danh tính của nạn nhân. Thượng tá Minh hỏi. Còn gì nữa không? Đội tìm kiếm ở ngôi nhà bên cạnh có phát hiện được gì không? Anh công an trả lời. Báo cáo, đã tìm thấy một số điểm nghi vấn. Tuy nhiên do chưa xác nhận được danh tính người chết có phải chủ nhà hay không, nên anh em tạm thời đang tổng hợp lại tất cả. Sẽ có kết quả sớm nhất cho đội trưởng. Thượng tá Minh nói. Có lẽ thông tin ở đây chưa được thông báo với cấp trên. Trong vòng 3 tiếng nữa chúng ta phải tổng hợp mọi tình hình rồi báo cáo. Kể cả vụ tự sát đêm qua ở khu ngoại thành nữa. Hai vụ án đều có liên quan đến nhau. Đây là một vụ án lớn có liên quan đến quá khứ.
Mọi người cần phải cố gắng tìm ra tất cả, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Trong đội vẫn có rất nhiều anh em theo tôi điều tra ngôi biệt thự này nhiều năm trước. Đội chúng ta năm đó vẫn chưa tìm được hung thủ giết người. Hôm nay chính là cơ hội để tất cả chúng ta làm nốt phần việc còn dang dở. Ngay khi xác nhận được danh tính nạn nhân, tôi muốn cậu ngay lập tức điều tra về thân thế, gia đình của cô ta, bắt đầu từ bố mẹ, anh chị em. Có thể cô ta chính là hung thủ, nhưng đằng sau cô ta là ai, chúng ta cũng cần phải biết. Trông kệ tất cả vào cậu, đội phó. Anh công an hô rõ một tiếng rồi lập tức đi làm nhiệm vụ. Hai gã sát thủ nãy giờ nghe cuộc trao đổi giữa Thượng tá Minh và người đội phó thì càng run sợ. Theo như mô tả của đội phó thì người chết được tìm dưới vách núi là kẻ đã thuê họ, cô gái tên Lan. Thượng tá Minh tiếp tục thẩm vấn. Tại sao hai anh lại bất tỉnh và những vết máu trong phòng là thế nào? Ai đã đánh hai anh? Có phải người đàn ông chủ nhà mà các anh muốn giết không? Hai tên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Chúng tôi được cô gái tên Lan thuê theo dõi ngôi biệt thự này đã 2 tuần nay. Đây không phải lần đầu tiên tôi đột nhập vào ngôi biệt thự. Trước đó một hôm tôi cũng đã lẻn vào tìm một thứ mà theo cô Lan nói, thứ đó tên chủ nhà đã mang từ tầng hầm lên. Nhưng hôm đó tôi thất bại. Đến tối qua khi chúng tôi biết những người thợ dọn nhà ở đây đã về hết, trong nhà duy nhất chỉ còn anh ta. Sau đó cô Lan như bị phát điên. Cô ta gọi chúng tôi rồi nói. Thấy hắn ấp úng, Thượng tá Minh hỏi dồn. Nói gì? Gã tiếp tục. Cô ta hét lên rằng không thể nào, sao hắn lại tìm được. Ngay sau đó cô ta vội chạy sang ngôi biệt thự như ma đuổi. Nhưng cửa khóa cô ta không mở được. Chúng tôi dùng mọi cách cũng không thể mở, phá cách nào cũng không được. Cánh cửa cứ như có thứ gì đó giữ lại. Phải mất khá lâu sau, khi tôi lấy một chiếc rìu định phá nát cửa thì bỗng nhiên cánh cửa tự động mở ra. Chúng tôi theo cô Lan chạy lên tầng 2, đạp cửa xông vào thì thấy anh ta đang ngồi giữa nhà ôm một cái hộp gì đó. Thượng tá Minh nói. Tôi cần anh khai thật chi tiết, từng lời nói của từng người có mặt. Gã gật đầu rồi kể tiếp. Khi đó cô Lan nói không được xé, nhưng anh ta vẫn quay lưng lại mở hộp xé thứ gì đó. Cô Lan sai chúng tôi giết anh ta. Hai bọn tôi lao vào căn phòng thì Thượng tá Minh gắt. Thì sao? Cả hai gã hướng mặt nhìn vào góc tường phía sau lưng Thượng tá Minh rung lẩy bẩy nói. Cái đầu trong hộp bỗng dưng mở mắt nhìn thẳng vào chúng tôi. Sau đó cả hai đều ngã xuống như con người bóp chặt cổ. Ông không tưởng tượng được nó đáng sợ thế nào đâu. Một cái đầu nữ tóc dài mở mắt nhìn. Không, tha mạng cho tôi. Tất nhiên là Thượng tá Minh cũng đã biết cái cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy cái đầu. Tuy nhiên rõ ràng hai kẻ này còn bị một điều gì đó ám ảnh hơn rất nhiều. Bọn chúng đều là dân chuyên nghiệp, đã có gan đi giết người nhưng lại sợ đến mức cả ý thức thế này thì không phải điều đơn giản. Thượng tá Minh tiếp tục. Vậy những vết máu trong phòng là sao? Sau khi hai anh bất tỉnh, chẳng lẽ có ai khác đã giết cô Lan? Cả hai đều xua tay, nói răm rắp. Không, tuy đã ngã xuống, không thể cử động, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy cô Lan phát điên. Cô ta tự móc mắt mình rồi bóp nát, nhưng cô ta lại còn cười thỏa mãn. Cô ta mò lấy dao, tự đâm vào bản thân rồi hét lớn. Tao giết mày, tao giết mày. Sau đó cô ta lê lết đi ra khỏi phòng và... Đột nhiên cả hai tên dừng lại, nhưng ngay sau đó gương mặt cả hai thay đổi thần sắc. Đôi mắt của cả hai tên sát thủ trở nên vô hồn. Chúng nhìn thẳng vào mắt Thượng tá Minh rồi nói một giọng nói ma quái, u hồn. Và rồi cô ta trèo lên lan can, nhảy xuống dưới. Ông nghe rõ chứ? Cô ta tự nhảy xuống vách đá.
tự nhảy xuống vách đá. Thượng tá Minh bỗng đổ mồ hôi. Chưa bao giờ ông thẩm vấn ai mà lại có cảm giác lạnh sống lưng như thế này. Ông hỏi. Vậy, người đàn ông chủ nhà không làm gì cô ta sao? Hai tên nhìn Thượng tá Minh nhoẻn miệng cười. Nụ cười ma mị, nụ cười đầy quái dị đầu tiên sau khi chúng tỉnh lại. Tất nhiên là không. Do cô ta tự trút lấy. Do cô ta tự trút lấy. Đèn điện trong phòng nhấp nháy, chớp bóng liên tục. Một hiện tượng lạ đang diễn ra trong căn phòng. Thượng tá Minh chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy của Hùng. Ông có tin vào ma quỷ không? Giờ nếu nói không tin thì Thượng tá Minh đang nói dối. Trong một giây phút chớp nháy của bóng đèn, ông nhìn thấy đang ngồi đối diện ông trả lời không phải hai tên sát thủ, mà là một cô gái mặc váy đỏ, tóc xõa kính mắt. Miệng cô ta đang cười, nụ cười như hai tên sát thủ cười ban nãy. Không thể nào đó chỉ là ảo giác được. Thông tin cũng đã đủ cho một động cơ giết người của Lan. Cũng đã rõ Hùng không phải là người ra tay giết Lan, bởi lẽ hai nhân chứng sống. Thủ hạ của Lan đều một mực khẳng định nhìn thấy Lan tự hành hạ bản thân sau khi phát điên, rồi tự chạy ra ban công gieo mình xuống vách núi. Thượng tá Minh đứng dậy, lấy máy ghi âm định đi ra ngoài. Khi ông vừa tắt máy quay lưng đi, thì một giọng nữ đằng sau khẽ nói. Anh ta vô tội. Thượng tá Minh giật mình quay lại nhìn, nhưng ở ghế chỉ có hai tên sát thủ, bây giờ đã trở lại trạng thái run sợ như lúc đầu. Cả hai tên nhìn theo thượng tá bằng ánh mắt van xin, làm ơn đưa chúng rời khỏi đây. Ánh mắt của kẻ sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Vậy giọng nữ vừa phát ra là ai nếu không phải là thứ ma quỷ, như gã đàn ông đang ôm cái hộp đựng đầu bên dưới nhà nói. Chậm chậm bước ra khỏi phòng, thượng tá Minh thở phào như vừa phải trải qua một cuộc khủng bố tâm lý. Thẩm vấn chỉ có gần 30 phút mà ông cảm giác mình đã ở trong đó cả ngày trời. Đó là một căn phòng ma quái. Không, nói đúng hơn, ngôi biệt thự này tạo cho ông một cảm giác gai người. Một ngôi biệt thự chết chóc. Tất cả những người ở trong ngôi biệt thự này đều không bình thường. Trong đó có cả ông. Vì ông vừa được nghe, vừa được nhìn những thứ người đời gọi chúng là ma quỷ. Gọi người đưa hai tên sát thủ về giam giữ, chờ hoàn thiện hồ sơ. Thượng tá Minh đi xuống tầng dưới, nơi phòng khách, Hùng vẫn ngồi đó chờ đợi. Người đội phó ban nãy thấy ông đi xuống, vội chạy lại. Báo cáo. Tuy chưa xác định được danh tính nạn nhân, nhưng tôi đã điều tra trước về thân phận của cô gái tên Lan. Tên đầy đủ của cô ta là Đoàn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1994. Có em gái là Đoàn Thị Ngọc Quỳnh, em trai là Đoàn Thanh Dương. Hiện nay cô ta đang sống một mình tại đây. Em gái Ngọc Quỳnh của cô ấy đã treo cổ tự tử trước vụ án chúng ta điều tra ở đây 7 tháng. Nguyên nhân cái chết được kết luận do trầm cảm. Sau đó mấy tháng, mẹ cô ta cũng uống thuốc ngủ tự tử trong phòng. Cả em gái và mẹ cô ta đều chết ở Hà Nội. Hiện nay em trai cô ấy đang sống cùng với bố. Và bố của cô ấy chính là... Người đội phó nhìn xung quanh căn phòng. Hùng cũng đang chăm chú muốn biết bố của Lan là ai. Đội phó ghé sát tai Thượng tá Minh nói nhỏ. Chắc chắn đó là một cái tên nặng ký và lẫy lừng, nên khi vừa nghe người đội phó nói, Thượng tá Minh đã hít một hơi dài, khẽ nheo mày rồi nói. Tôi hiểu rồi. Tất cả các chứng cứ các cậu đã tổng hợp xong rồi chứ? Lời khai của hai tên sát thủ đây. Lập tức thu thập bằng chứng báo cáo lên cấp trên, gửi lên cục nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đã rõ, chúng ta không thể lại chịu thua một lần nữa. Cho dù sau vụ này tôi có bị cách chức đi chăng nữa. Người đội phó tiếp tục. Còn một thông tin này nữa đội trưởng. Sau cái chết của em gái và mẹ, Lan đã từng bị bất ổn tâm lý, có chứng nhận tâm thần. Tuy nhiên trong nhà cô ta có một số giấy tờ, hóa đơn thanh toán từ nhiều năm trước vẫn được cất giữ cẩn thận. Và chúng tôi còn tìm được một quyển nhật ký trong phòng của cô ta. Một căn phòng được bố trí như phòng công chúa. Nhưng quyển nhật ký bị khóa và có vẻ như cô ta vẫn viết nhật ký mỗi ngày. Tôi vẫn cho người tìm cách mở. Theo phán đoán của tôi, Lan là một người thích giữ lại những đồ vật cũ,
hay có thể gọi là kỷ niệm. Nếu đúng như thế, có lẽ bên trong quyển nhật ký sẽ ghi chép lại những hành động của cô ta. Thượng tá Minh khẽ giãn khuôn mặt. Cậu còn nhớ dấu giày ở hiện trường năm đó chứ? Tôi đến giờ vẫn nghĩ kẻ sát nhân không thể làm chuyện đó một mình. Theo như những gì chúng ta có được từ lời khai của bà giúp việc năm đó và bằng chứng do hai người kia gửi vừa qua thì bà giúp việc không thể là đồng phạm. Tìm mọi cách mở bằng được quyển nhật ký. Có thể với những ghi chép, chúng ta sẽ biết được thêm nhiều thứ nữa. Nhanh lên! Chap 31. Mở khóa. Hùng không mấy ngạc nhiên trước những thông tin mà bên công an điều tra được. Những điểm nghi vấn đó bản thân Hùng cũng đã nhìn thấy sau khi xem hồ sơ vụ án của Kiều Anh. Những điểm nghi vấn rõ ràng nhưng có lẽ đã bị một người có thế lực lẫn quyền lực ngăn cản, không cho tiếp tục điều tra. Dần dần, qua năm tháng, mọi thứ đã chôn vùi và quên lãng. Tuy nhiên, người đó không ngờ được rằng trên đời này vẫn tồn tại một thứ mà khoa học dù có hiện đại đến đâu vẫn không tài nào giải thích nổi. Đó chính là tâm linh và ma quỷ. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, bạn có tin vào ma quỷ không? Nhưng lại rất khó để trả lời. Nó không thuộc về những thứ bạn có thể dùng lý lẽ, dùng khoa học để chứng minh. Có lẽ bạn không tin, nhưng chắc chắn bạn sợ. Hơi mâu thuẫn, nhưng đó lại là sự thật. Cái gì con người không hiểu rõ về nó thì sẽ sợ. Một khi bạn có cảm giác sợ, đồng nghĩa với việc bạn tin rằng nó có tồn tại. Chẳng ai có thể ngờ một người đàn ông không sinh ra và lớn lên tại đây không hề có một chút quan hệ nào với gia đình cô gái bị giết hại cũng như gia đình hung thủ. Tuy nhiên anh ta lại có thể tìm ra những thứ mà công an đã bó tay. Anh ta lại tìm ra hung thủ lẫn bà giúp việc mà trước đó công an không thể nào phát hiện. Vậy nếu nói anh ta không có sự giúp đỡ từ một thế lực thần bí nào đó, thì bạn có tin anh ta làm được những điều như vậy? Ngay bản thân đội trưởng đội trọng án, Thượng tá Ngô Đình Minh, từ khi bước chân vào ngôi biệt thự lần này cũng đã phải nghi ngờ bản thân mình về việc có tin vào ma quỷ hay không. Ông đưa mắt nhìn sang phía Hùng vẫn ngồi đó lặng lẽ, bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta đã đi tìm cái đầu khắp nơi. Cái cách anh ta ôm chiếc hộp, cái cách anh ta mở chiếc hộp cho Thượng tá Minh nhìn, cái cách anh ta thản nhiên khi nói về cái chết của Lan. Mọi thứ đều lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy được. Trừ khi cảm xúc của anh ta đã chai sạn bởi những thứ còn khủng khiếp hơn như thế. Quay lại ghế phòng khách, Thượng tá Minh mở lời. Tôi đã lấy xong lời khai của hai tên sát thủ. Chúng đều nói Lan tự sát và anh không có liên quan gì. Tuy nhiên, tôi vẫn phải giữ anh ở lại đây đến khi kết thúc vụ án, vì anh vẫn là người có liên quan đến tất cả các chuyện này. Tôi có một câu muốn hỏi. Tại sao anh lại biết về cái chết của Kiều Anh? Hùng hơi lúng túng. Phải nói Thượng tá Minh là một người sành sỏi trong cách phán đoán tình huống. Việc một người dân bình thường lại biết quá nhiều về một vụ án là điều bất bình thường. Nhưng với sự lanh lẹ vốn có, Hùng trả lời. Tôi đã nói rồi, nếu ông không tin vào ma quỷ thì tôi có kể thế nào cũng vô nghĩa. Tôi mua ngôi nhà này và được chính người chết báo mộng. Không những thế, cả gia đình tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào để giải thoát. Thoại sau khi nghe câu hỏi của Thượng tá Minh thì sợ giật nảy người. Không thể nào để ông ta biết chuyện Thoại và Hùng mua thông tin từ phía công an được. Nếu là một vụ án khác, có lẽ Thượng tá Minh sẽ quyết liệt điều tra. Tuy nhiên, trong vụ án này, ngay cả ông cũng không thể giải thích được những điều mình vừa nhìn thấy. Thượng tá Minh khẽ gật đầu. Ông nói tiếp. Cái hộp này tôi có thể giữ được không? Chúng tôi cần xác minh. Hùng nhìn Thượng tá Minh bằng ánh mắt vô hồn. Tôi nghĩ tôi nên giao lại chiếc hộp này cho bố mẹ cô ấy. Nếu xác minh ông có thể lấy mẫu tóc hoặc một chút da thịt của cô ấy, nhưng tôi e là đừng nên làm gì thì hơn. Có phải ông đã thấy điều gì đó khi thẩm vấn hai tên sát thủ? Vừa nói, Hùng vừa khẽ xoa lên bề mặt chiếc hộp. Nhìn cảnh đó không ai không khỏi rùng mình. Đột nhiên, Hùng nhìn Thượng tá Minh, hỏi. Sao tôi chỉ nghe đồng chí công an kia nhắc đến anh chị em và mẹ của Lan, còn bố cô ta thì lại giấu?
Phải chăng đó là người quan trọng nên không thể tiết lộ? Thượng tá Minh đáp. Nếu vậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau vậy. Còn chuyện anh vừa hỏi, tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh. Ngoài những vật anh đã gửi và nộp lại cho chúng tôi ra, anh còn giữ thứ gì quan trọng có liên quan đến vụ án không? Hùng nhớ ngay đến quyển nhật ký, nhưng Hùng không muốn giao cho công an quyển nhật ký, mà muốn trao tận tay bố mẹ của Kiều Anh. Hùng trả lời. Tất cả những thứ tôi tìm được đều giao cho ông hết rồi. Giờ chỉ còn duy nhất chiếc hộp gỗ đựng cái đầu của cô ấy thôi. Có thể là các ông là công an không tin vào bùa chú hay ma quỷ. Nhưng về chuyện cái đầu, sau khi bố mẹ cô ấy về nước, tôi sẽ bàn với họ. Sau bao nhiêu năm, có lẽ họ là người đau đớn nhất sau cái chết của con mình. Và tôi cũng mạn phép xin ông đừng công bố những thứ như ma túy hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết. Dù sao người chết cũng đã chết rồi. Kể cả những hình ảnh của chị em Lan cũng vậy. Đấy là tôi với cương vị của một người dân góp ý như vậy. Còn lại là tùy phía các ông. Thượng tá Minh khẽ gật đầu. Đúng lúc này có người chạy vào báo cáo. Thưa đội trưởng, đã có kết quả của bên giám định pháp y. Thi thể chúng ta tìm thấy dưới vách núi chính là của cô Đoàn Thị Ngọc Lan. Hiện đã thông báo với gia đình nạn nhân tại Hà Nội để đến nhận xác. Tạm thời chúng tôi đã chuyển cái xác đến nơi bảo quản. Chưa bao giờ chúng ta lại phải tiếp xúc với một thi thể nát đến 60% như vậy. Có lẽ người nhà nạn nhân sẽ rất sốc sau khi nhìn thấy. Cùng lúc đó, đội phó đội trọng án đi vào. Trên tay cầm một túi ni lông, loại chuyên dụng đựng tang vật bằng chứng. Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi trong cái túi là con búp bê công chúa, giống hệt con búp bê mà cô Long từng đem về nhà trước đây. Chỉ có điều nó mới và sạch sẽ hơn. Đội phó đội trọng án nói. Báo cáo đội trưởng, tôi tìm thấy con búp bê này trên kệ để đồ lưu niệm trong phòng Lan. Trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền có hình chìa khóa nhỏ. Tôi đoán vật này có thể mở được quyển nhật ký của cô ta. Còn nữa, giám đốc công an thành phố vừa gọi cho tôi, nói tại sao án mạng lớn như này mà đội trưởng không thông báo ngay cho ông ta biết. Và ông ta rất giận vì đội trưởng tắt điện thoại. Thượng tá Minh chỉ quan tâm đến con búp bê có đeo chìa khóa, còn vế sau, ông không để vào tai. Thực ra, trong thâm tâm từ lâu ông đã biết giám đốc công an đương nhiệm, ngày trước là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án của Kiều Anh, có vấn đề. Khi Thượng tá Minh trình bày các phương án lần tìm manh mối đều bị ông ta gạt đi. Sau đó, chính ông ta là người trình lên cấp trên, xin tạm dừng điều tra vì không xác định được thủ phạm, thiếu bằng chứng. Đáng ngạc nhiên thay, ở trên lại đồng ý ngay lập tức. Ban đầu xảy ra rất nhiều tranh cãi, nhưng thời gian từ từ nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ. Khi đó chưa ai biết, không ai có thể nghĩ ra chính cô gái hàng xóm, bạn thân của nạn nhân lại là kẻ giết người. Cho nên đến tận hôm nay, khi nghe báo cáo về thân thế của Lan, Thượng tá Minh đã hiểu hết mọi chuyện năm đó. Cũng vì vậy, ông chấp nhận báo cáo vượt cấp và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Đối với một chiến sĩ công an như ông, việc tìm ra thủ phạm, giải nỗi oan cho người chết, lấy lại công bằng cho người còn sống luôn là điều được đặt lên tiên quyết. Bao năm qua, ông vẫn bị giày vò bởi vụ án không có lời giải. Dù vẫn lập nhiều công trạng, nhưng ông cùng đội của mình không chịu thăng chức nhận công tác mới. Họ vẫn kiên trì ở lại nơi đây với hy vọng có một ngày sẽ tìm ra chân tướng sự thật, vụ án còn dang dở. Bởi vậy, lời lão giám đốc công an thành phố đối với Thượng tá Minh cùng quân của ông bây giờ chỉ như gió thoảng bên tai. Nhìn phong thái của người đàn ông trung niên cương nghị, quyết đoán, Hùng phần nào rất nể phục. Quả thật, Thoại đã vô cùng tỉnh táo khi chọn ông ta là người gửi gắm các bằng chứng quan trọng. Lấy chìa khóa từ cổ con búp bê, Thượng tá Minh tay cầm quyển nhật ký của Lan đưa chìa khóa mở cái cách. Ổ khóa, nơi quyển nhật ký đã được mở. Nhìn sang bên phía Hùng, ông hỏi. Cậu có muốn cùng tôi đọc quyển nhật ký này không? Có thể rằng, bằng cách nào đó, cậu đã biết, hoặc có thể không. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn cậu biết những thứ đã được ghi trong này, như một lời cảm ơn của tôi gửi đến những nỗ lực của cậu. Tất nhiên là Hùng muốn biết rồi. Mọi thứ Hùng suy đoán vẫn chỉ là do Hùng nghĩ. Có thể nói đúng, nhưng chưa phải là sự thật. Sự thật đang nằm trong quyển nhật ký của hung thủ. Một kẻ có phần hơi quái dị
bởi cho đến khi chết, cô ta vẫn để lại những ám ảnh từ cách ăn mặc giống người chết đến cách trang trí phòng ốc, rồi cả quyển nhật ký hay con búp bê giống hệt con búp bê được cất ở tầng hầm của Kiều Anh. Và chiếc chìa khóa trên cổ của nó cũng vậy. Có thể cô ta thực sự bị điên sau khi trải qua quá nhiều áp lực. Hoặc có thể cô ta bị ám ảnh bởi người bạn thân mà chính cô ta ra tay sát hại. Tất cả sẽ được giải đáp trong quyển nhật ký kia, Hùng nói. Tất nhiên là tôi muốn đọc. Tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao cô ta lại ra tay một cách dã man như vậy. Còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa được biết. Đột nhiên điện thoại của Hùng báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của Ngọc, Hùng nói. Tin nhắn của vợ tôi. Mấy hôm nay tôi không gọi điện về nên cô ấy khá lo lắng. Thượng tá Minh gật đầu. Trong tin nhắn Ngọc viết: Em và sư thầy đã xuống sân bay Đà Nẵng. Giờ em đưa thầy về ngôi biệt thự luôn được không anh? May mà Ngọc cũng là người cẩn thận. Mỗi khi quyết định việc gì, Ngọc luôn hỏi Hùng. Hùng vội nhắn lại: Bây giờ không tiện, em hãy đưa thầy về nhà bố mẹ ở tạm 1-2 hôm. Khi nào anh gọi, em hãy đưa thầy đến đây. Trong lúc Hùng nhắn tin lại cho vợ, thì Thượng tá Minh đã mở quyển nhật ký và đang chăm chú đọc từng chữ. Mở từng trang. Đã quá trưa, bên ngoài mọi người vẫn đang tích cực công tác điều tra. Bên trong, Thượng tá Minh sau khi đọc xong đã đưa tay lên trán lau mồ hôi. Ông đẩy quyển nhật ký về phía Hùng và nói: Mọi chuyện đều có ở trong này, cậu tự xem đi. Chap 32, lời thú tội rùng mình. Thượng tá Minh khẽ đẩy quyển nhật ký về phía Hùng. Lúc này mới được nhìn sát quyển nhật ký, Hùng cảm thấy hơi hoang mang vì ngay đến quyển nhật ký, Lan cũng dùng cùng loại với Kiều Anh. Đưa tay với lấy quyển nhật ký, Hùng chậm rãi mở từng trang. Đúng như lời đội phó đội trọng án đã nói, Lan là một người có sở thích viết nhật ký. Mỗi ngày cô ta đều ghi chép lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Thượng tá Minh nói: Anh nên mở đến thời điểm cô ta vào đại học và bắt đầu kết bạn với Kiều Anh. Hùng lật lật tìm kiếm. Đây rồi. Ngày, tháng, năm. Không thể ngờ được, người hàng xóm sống trong ngôi biệt thự to đẹp ấy lại học cùng lớp với mình. Không những thế, cả hai còn rất hợp nhau về mọi mặt. Bạn ấy quả là một người hoàn hảo, một khởi đầu tốt với một người bạn mới. Ngày, tháng, năm. Buồn cười quá. Cả trường bây giờ đã đặc biệt hiệu cho hai đứa là nhị đại tiểu thư. Nghe các biệt danh nó cứ xến xẩm thế nào ấy. Nhưng mình thích. Đi cạnh Kiều Anh, mình có cảm giác mình được chú ý hơn rất nhiều. Kiều Anh đã cho mình học được nhiều thứ, biết được nhiều trò mà trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến. Ngày, tháng, năm. Lẽ ra hôm qua phải viết nhật ký, nhưng sau một chuyến bay, lúc đó chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ mơ hồ biết rằng tối qua mình đã làm chuyện ấy lần đầu tiên. Mọi người thường nói lần đầu rất đau, nhưng mình lại thấy rất thích. Sáng dậy ngại quá, vội vàng mặc quần áo, rồi bỏ anh người yêu nằm đó một mình, rồi về luôn. Ngày, tháng, năm. Vậy là cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian. Tình cảm không khác gì chị em ruột thịt. Không, mình còn quý Kiều Anh hơn cả con bé Quỳnh nữa. Hôm nay Kiều Anh cũng đã bật mí với mình một điều quan trọng. Trong phòng Kiều Anh có một ngăn hầm bí mật để chứa đồ. Tin nổi không? Và chỗ đó Kiều Anh nói chỉ có mình và Kiều Anh biết. Đây là đoạn nhật ký khi Kiều Anh và Lan thời còn thân thiết. Hùng mở tiếp rồi đọc. Ngày, tháng, năm. Con bé Quỳnh nghe mình kể về Kiều Anh nhiều quá, nó cứ đòi gặp. Chẳng còn cách nào, mình nghĩ Kiều Anh cũng sẽ coi nó như em gái. Và mình đã nghĩ đúng. Lắm lúc mình còn ghen tị vì Kiều Anh quan tâm nó còn hơn cả mình. Hùng nhìn Thượng tá Minh nói: Sau quyển nhật ký của cô ta chỉ đa số viết về Kiều Anh mà ít khi thấy nhắc đến các mối quan hệ như gia đình hay bạn bè khác. Thượng tá Minh trả lời: Đúng vậy. Có lẽ không phải Lan bị chấn động tâm lý sau cái chết của em gái và mẹ đâu.
Có thể trước đó cô ta đã bị một dạng như phức cảm tâm lý. Để giải thích thì nó rất mơ hồ, nhưng nôm na là trong mắt Lan thì Kiều Anh như một dạng thần tượng. Lan luôn cảm giác mình kém cỏi khi bên cạnh Kiều Anh, nhưng khác với lòng ghen tị, ở Lan lại tôn thờ Kiều Anh, xem đó như một lẽ tự nhiên. Và cô ta bị chi phối bởi Kiều Anh, dù chỉ là những hành động nhỏ nhất. Cô ta luôn khao khát được giống như thần tượng, luôn muốn được ở bên thần tượng. Loại tâm lý này khá phức tạp. Nó thường xảy ra đối với một số người thiếu thốn tình cảm, luôn mong muốn được yêu thương. Nói cho anh dễ hiểu, như một đứa trẻ không có bố, nhưng lại muốn có tình yêu thương của bố, nên khi gặp ai nó yêu quý, nó sẽ muốn người đó đối xử với nó bằng tình cảm của người bố. Đọc nhật ký tôi có thể đoán, Lan ban đầu là một cô gái nhút nhát, sống nội tâm, khá tự ti. Chính vì thế khi gặp một người hoàn hảo về mọi mặt, từ sắc đẹp, học vấn, giao tiếp như Kiều Anh kết bạn, lại là bạn thân, thì việc Lan tôn sùng là điều dễ hiểu. Hùng im lặng suy nghĩ. Quả vậy, trên thế giới không thiếu những người có thể sống chết vì thần tượng. Họ không tiếc mạng sống, sẵn sàng tự tử nếu thần tượng chết đi. Có thể trường hợp của họ không giống Lan, nhưng hội chứng tâm lý tôn sùng thần tượng đều có điểm tương đồng. Hùng không dám nói cho Thượng tá Minh biết những điểm trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người, như từ việc trang trí phòng ốc, từ việc mặc quần áo, hay ngay đến quyển nhật ký này cũng giống nhau đến 100%. Giờ nghe Thượng tá Minh phân tích, Hùng đã hiểu ra nhiều điều. Đúng là Lan đã phát điên, phát cuồng vì Kiều Anh. Thượng tá Minh nói, cậu đọc tiếp đi. Hùng tiếp tục mở những trang sau của nhật ký. Ngày, tháng, năm. Thật không thể ngờ cái Quỳnh lại dám làm như vậy. Nó dám ngủ với người yêu của Kiều Anh, còn khốn nạn. Cũng may chuyện này chỉ mình biết. Mình đã muốn giết nó khi mở cửa phòng ra. Không thể để Kiều Anh biết chuyện này được. Nếu không, cô ấy sẽ không cần mình nữa. Hùng hơi bất ngờ trước đoạn nhật ký này. Vậy là không phải Kiều Anh ngủ với người yêu bạn thân như lời đồn, mà chính cô ấy lại là nạn nhân. Vội mở, Hùng đọc tiếp. Ngày, tháng, năm. Mọi chuyện đã đi quá xa. Kiều Anh đã biết tất cả, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Và cuối cùng, hôm nay Kiều Anh đã trả thù con bé Quỳnh bằng việc tung hết những video, hình ảnh của nó đang trên giường một lúc cùng ba người đàn ông khác. Cho dù mình đã quỳ xuống van xin, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ. Cô ta thật đáng ghét. Ngày, tháng, năm. Không thể tin được, Kiều Anh vẫn không chịu dừng lại. Những video đó được phát tán khắp nơi. Cô ta còn làm ra cả đĩa VCD phát cho mọi người trong trường. Mọi việc chỉ dừng lại khi bố mình ngăn cản. Nhưng cô ấy vẫn không bị làm sao. Tất cả đều có người chịu tội thay. Mình ghét cô ta. Nhưng suy cho cùng, lỗi cũng do em gái mình. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mẹ mình gọi điện báo tin. Cái Quỳnh đã treo cổ tự tử trong phòng. Nó không chịu đựng nổi áp lực từ mọi người. Gần tháng nay, nó đã đóng cửa trong phòng, không ra ngoài nửa bước. Và rồi hôm nay, nó đã tìm cách tự kết liễu bản thân. Không ai khác, chính cô ta là kẻ đã giết chết em gái mình. Mình muốn giết cô ta. Càng lúc, biến đổi tâm lý của Lan càng trở nên khác lạ, theo chiều hướng xấu dần. Tiếp tục đọc. Ngày, tháng, năm. Mẹ cũng mất rồi. Tại sao mẹ lại có thể bỏ mình đi như vậy? Mẹ viết thư nói là thương em Quỳnh. Mẹ không muốn em xuống dưới đó một mình. Mẹ không muốn khi ra ngoài mọi người đều chỉ trỏ bàn tán. Vậy còn mình thì sao? Không có ai thương mình cả. Mình cũng muốn chết. Ngày, tháng, năm. Mẹ và em gái đã chết, nhưng bố vẫn bình thản như không. Dường như bố ghét mình, cho rằng tất cả lỗi đều do mình. Nhưng mình đâu có làm gì sai. Kiều Anh, chính cô ta mới là người gây ra tất cả những chuyện này. Mình sẽ quay về Đà Nẵng sống một mình, cho dù bố có đồng ý hay không. Ngày, tháng, năm. Đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của mẹ và em gái, cô ta vẫn đối xử với mình rất tốt. Đồ chó cái.
đừng nghĩ mày gây ra mọi chuyện mà tao sẽ bỏ qua. Tao sắp có quà cho mày đây. Ngày, tháng, năm, mọi thứ đã xong. Không chỉ vậy, mình còn được gặp lại anh Thắng, người ngủ cùng cái Quỳnh, sau đó cũng bị Kiều Anh dẫm đạp. Giờ anh ta đã mất hết, chẳng còn gì sau vụ đó. Tuyệt vời hơn, anh ta cũng căm ghét Kiều Anh như mình vậy. Ngày mai sẽ là ngày chết của mày. Còn cho cái, tao sẽ tặng cho mày một món quà từ vùng núi thâm sâu, cùng cốc. Đến đây, quyển nhật ký cũng bị gió thổi lật hết các trang loạn xạ. Bản thân Hùng không hiểu tại sao lại đổ mồ hôi lạnh. Gấp vội quyển nhật ký lại, Hùng thở hổn hển. Thượng tá Minh vội hỏi, cậu làm sao vậy? Hùng lúc đó không mở được mồm để trả lời. Bản thân Hùng như đang có ai điều khiển. Hùng cảm thấy khó thở, dường như có bàn tay ai đó đang chẹn ở cuống họng. Thượng tá Minh vội gọi người vào xem xét tình hình. Phải một lúc sau, Hùng mới trở lại bình thường. Thượng tá Minh hỏi lại, cậu ổn chứ? Trong người có khó chịu chỗ nào không? Hùng đưa tay chỉ về quyển nhật ký, nói, Còn một kẻ giết người nữa. Thượng tá Minh nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Người đàn ông tên Thắng đó chính là kẻ đã để lại dấu giày ở hiện trường năm đó. Mà sao đang đọc cậu lại dừng? Hùng không giải thích được cảm giác ban này. Thượng tá Minh tiếp, sau đó cô ta đã thực hiện kế hoạch giết người được lên sẵn từ khá lâu. Với việc thường xuyên sang nhà Kiều Anh, cô ta biết được thời gian, giờ giấc đi chợ của bà giúp việc. Từ đó cô ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Với sự giúp sức của Thắng, cô ta đã chủ định chặt xác Kiều Anh thành nhiều phần rồi chôn xung quanh nhà. Riêng cái đầu trong đó cũng có ghi, trước khi giết Kiều Anh, Lan đã đi tìm một thầy làm bùa để mua một lá bùa cũng như một vật gì đó để yểm cái đầu của Kiều Anh. Trong nhật ký sau khi giết Kiều Anh, cô ta có ghi rõ ràng rằng gã thầy bùa ấy nói nếu chặt đầu chôn ngay trong nhà thì hồn ma người chết mãi mãi không được siêu thoát. Việc chặt tay chân thành nhiều mảnh sẽ khiến hồn ma của người chết mãi mãi quanh quẩn lang thang đi tìm những phần thân thể của mình. Có lẽ cậu không nên đọc tiếp những trang sau đó là hợp lý, bởi vì đó không phải suy nghĩ của một con người viết thành. Cô ta miêu tả từng đoạn từng khúc của cái xác với một niềm hào hứng, thỏa mãn của một kẻ điên. Thật đáng sợ. Hùng nuốt nước bọt, lặng im nghe những câu nói sẩn da gà từ Thượng tá Minh. Ông tiếp, có lẽ cô ta bị ám ảnh bởi bùa ngải, nhưng quả thật quyển nhật ký ghê rợn này vẫn được cô ta đọc hàng ngày. Không chỉ thế, mỗi ngày cô ta vẫn đều viết về cái đầu của Kiều Anh. Đoạn cuối của nhật ký cô ta cũng nhắc đến cậu. Và tất nhiên cô ta muốn giết cả cậu, vì cậu đã tham gia vào quá nhiều. Đó là lý do tại sao hôm qua hai kẻ sát thủ có mặt tại đây. Hùng vội hỏi, vậy con cánh tay trái, nó có được cô ta nói đến không? Thượng tá Minh nhìn Hùng bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao anh biết phần xác năm đó thiếu mất cánh tay trái? Anh đâu phải người ở đây, hay anh đã lấy thông tin từ ai đó? Hùng ấp úng, thì tôi nghe mọi người xung quanh đây đồn. Thượng tá Minh đáp, cánh tay trái đó người đàn ông tên Thắng đã chặt nhỏ, sau đó bỏ vào máy xay rồi đổ xuống bồn cầu. Cả Hùng lẫn Thượng tá Minh đều đồng thanh nói câu đó. Thượng tá Minh lấy làm ngạc nhiên, sao cậu biết? Hùng trả lời, tôi đã mơ thấy điều ấy. Thượng tá Minh đứng dậy, tiến sát về phía Hùng, nói nhỏ, cậu có chắc là không còn thứ gì để đưa cho tôi không? Hùng im lặng không nói. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký lên rồi gọi người đội phó. Tất cả đã đầy đủ để có thể kết luận vụ án mấy năm trước. Quyển nhật ký này chính là lời khai của hung thủ, cũng chính là nạn nhân đã chết đêm hôm qua. Tôi sẽ giữ quyển nhật ký này. Đội phó, việc ở đây cậu sẽ lo liệu nốt. Chính tay tôi sẽ kết thúc vụ án này.
Tuy hai người này vô tội nhưng vẫn phải được theo dõi, bảo vệ. Truy tìm ngay người đàn ông tên Thắng. Khi tìm được, lập tức bắt giữ. Trong số bằng chứng ảnh và video chúng ta đang có, chắc chắn sẽ có mặt hắn ta. Làm ngay lập tức. Rõ, thưa đội trưởng. Người đội phó bận rộn, lập tức chạy đi. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký quay đi. Nhưng ông không quên nói. Cảm ơn anh, mà không biết tôi phải gọi là cô hay anh nữa. Cảm ơn vì tất cả. Hùng ngồi đó khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, đó chỉ là bên phía công an điều tra. Còn về phần Hùng, vẫn còn một nỗi lo vô cùng lớn trong lòng. Thoại bất ngờ lên tiếng. Có lẽ phải giữa đêm bố mẹ Kiều Anh mới có mặt tại đây được ông ạ. À. Hùng đáp. Tôi cũng rất nhớ họ. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đã biết đích thị chính xác là Kiều Anh đã làm gì mà Lan nó ghét như vậy. Mà lại không cái ngờ là hồi xưa người ta đồn á là Kiều Anh ngủ với bạn trai của bạn thân. Thì chắc cái người đồn là bà Lan chứ ai đồn nữa đúng không? Rõ ràng là Kiều Anh bị cấm sừng nè, bị bạn trai ngủ với lại em gái của Lan. Khi đó thì Kiều Anh quá tức giận nông nổi và trả thù. À, mặc dù là Lan có lạy lục van xin nhưng mà vẫn quyết định là tung hết tất cả lên trên mạng. Tung lên mạng không chưa thỏa mãn nữa, còn sang ra đĩa VCD ngày xưa rồi phân phát ra cho mọi người ở trong trường. Thì quá hành động đó cũng quá là độc ác đi mà. Khiến cho Lan đã bình thường tâm lý bất ổn rồi chứ. À, sau đó thì con em gái nó tự tử rồi, bà mẹ cũng tự tử chết rồi. Giờ khiến cho Lan nó bị điên bị khùng luôn. Cái bà Kiều Anh bá thù dai các bạn ơi. Bá thù sâu mà bá thù dai mà bá trả thù khủng khiếp. Trả thù bé Quỳnh rồi, sau đó là trả thù người yêu cũ Lặng Thắng bị cấm sừng, là trả thù cho thân bại danh liệt không ngóc đầu lên nổi luôn. Thế Lặng Thắng nó mới tức quá, nó quay lại nó trả thù và nó cấu kết với Lan để mà giết Kiều Anh. Mà tính ra giết người cũng kinh khủng quá, giết rồi còn chặt cái tay, chặt ra thành nhiều khúc rồi bỏ vô trong cái máy xay, xay nát. Rồi bỏ vô trong cái bồn cầu, dội đi, u là trời. Vậy là tính ra ông Thắng không phải dạng vừa nha, cũng sát thủ cũng ghê gớm lắm nha. Trong cái khoảng thời gian mà sau khi Kiều Anh chết làm sao có thể ngủ yên giấc được. Mà phải nói là trong tập này có một cái hành động mà Kiều Anh làm mà rất là nể Kiều Anh nha. Đó là mượn tay, mượn tay giết người, mượn tay để trả thù nhưng mà vẫn không quên minh oan cho người đó. Tức là mọi người sẽ tới và nghi ngờ Hùng chứ đúng không? Thì Kiều Anh đã dùng hết sức của mình. Đầu tiên là bắt hai cái thằng kia nó khai sự thật. Cái lúc mà hành xử tất cả mọi chuyện mà hai thằng kia nó xỉu là cũng đâu ai làm chứng đâu. Kiều Anh vẫn cho nó tỉnh, vẫn cho tụi bay thấy hết. Một hồi nữa là tụi bay sẽ phải khai với công an là anh Hùng vô tội. Khi mà điều tra và hỏi Hùng thì Kiều Anh vẫn không quên khẳng định là một lần nữa là người đàn ông này vô tội nè, anh Hùng vô tội nè. Thì cũng cho thấy là bây giờ là có lý trí rồi, không có còn vô tri như xưa. Có thể là bây giờ là sức mạnh đã phục hồi rồi đó, thì lý trí của Kiều Anh cũng phục hồi rồi. Mình dù gì cũng nhờ người ta, thì cũng phải biết ơn, biết nghĩa chứ. Làm gì mà hại người ta rồi bị, để cho người ta bị hiểu lầm giết người mà bị ngồi tù á, thì quá là thất đức đúng không? Nhưng nói chung là cái hành động đó của Kiều Anh khiến cho Bắp cũng nhẹ lòng các bạn. Tại vì cái hồi mà bà Lan bà chết Bắp cũng sợ nha. Thôi chết rồi, bà quậy cho banh chành, máu me khắp cái căn nhà, cảnh sát mà nó ùa tới là nó bắt Hùng liền. Trời ơi, đi bằng chứng tất cả mọi thứ là nếu mà không có những cái bằng chứng mà Kiều Anh đã sắp xếp trước, Hùng Mai Kiều Anh đã sắp xếp trước thì mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía Hùng. Và tự nhiên cái mang quạ như chơi á trời. Hòa wow, mày thay là nó cũng rảnh mà. Thiệt chứ nói thì nói cho nó đỡ áp lực á, đỡ căng thẳng á. Thì bà chết cũng lâu à. Trong khoảng thời gian đi vòng vòng trong nhà rảnh làm gì, ngồi xuống viết kịch bản, ngồi xuống kiểu như là viết là ví dụ như chuyện gì xảy ra được viết ra một cái dàn ý, phân chia tất cả mọi thứ, kiểu như là lên kế hoạch để trả thù á các bạn. Thì cũng chi tiết, cũng hợp lý cho tất cả mọi người đã giúp cho Kiều Anh. Thì Bắp nghĩ là bây giờ chỉ còn có vấn đề duy nhất là mình sẽ biết là trong quyển nhật ký của Kiều Anh ghi cái gì. Và kế tiếp là làm sao để siêu độ cho Kiều Anh. Khi mà một cái cánh tay đã bị mất rồi á, thì cơ thể của Kiều Anh cũng đâu có còn nguyên vẹn đâu đúng không? Thì không biết là vị sư á, mà Ngọc đã tìm thấy thì sẽ giúp cho Kiều Anh siêu độ bằng cách nào? Và thực sự cũng phải nói là trông chờ cái cảnh mà ba mẹ của Kiều Anh được nguôi ngoai khi mà biết được là đã tìm được cái đầu của con gái của mình là cái điều mà họ đã canh cánh bấy lâu nay. Con gái chết quá là thảm mà còn bị
không toàn thây nữa. Thành ra là có thể là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, họ cũng đã sống trong đau khổ và dằn vặt rất là nhiều. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập cuối của tác phẩm Vong Hồn của tác giả Trường Lê nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.